Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì hôm nay bên em mới về được 3 chiếc củ phát điện. Thì một chiếc củ phát điện Nhật 5kVA chạy chổi than AVR nha quý khách hàng. Còn hai chiếc củ phát điện Ý, một chiếc 10kVA, một chiếc 12kVA chạy không chổi than nha quý khách hàng. Thì tất cả đã được làm hoàn thiện bu li mặt bích nha quý khách hàng. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết từng cái chiếc củ phát điện của bên em đến tất cả quý khách hàng. Thì quý khách hàng nào đang quan tâm đến chiếc củ phát điện nào hoặc bất kỳ dòng củ phát điện nào thì liên hệ bên em theo số hotline 0966421739, Zalo bên em giao hàng toàn quốc nha quý khách hàng. Đấy. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết từng cái chiếc củ phát điện gửi đến tất cả quý khách hàng. Thì trên video quý khách hàng đang theo dõi đây, đây là một chiếc củ phát điện Nhật 5kVA chạy chổi than AVR nha quý khách hàng. Thì chiếc củ này thì nhà em đã bán cái chiếc động cơ rồi quý khách hàng ạ, còn lại chiếc củ phát điện thôi. Đấy, dòng này là nó nhập nguyên chiếc từ Nhật. Cái mặt bích bu li này nó cũng là do nhà máy nó đóng ra nha quý khách hàng. Thì quý khách hàng có thể check. Em có gần đây nhất em có về được một bộ Kubota ASKR150. Thì nó có sử dụng cái củ phát điện 5.5kVA này. Đấy, cái dòng này là mặt bích này nó là tất cả nguyên bộ. Tức là dòng Kubota R150 là nó nhập cả dàn từ bên Nhật nha quý khách hàng. Từ cái bu li mặt bích này là bên nhà em, cái này là nguyên bản từ bên Nhật chứ nhà em không, nhà em không không có chế nha quý khách hàng. Đấy, chiếc củ này thì em mua về thì nó cả bộ thì nó nguyên bản nó nhập từ bên kia về. Đây quý khách hàng, bu li hai rãnh. Đấy, bu li hai rãnh luôn. Đấy, bu li này. Đây quý khách hàng, khác hoàn toàn nhá. Khác hoàn toàn với sản phẩm bên em làm. Đấy, đây là hàng này là nguyên chiếc từ Nhật luôn. Đấy. Nguyên chiếc từ Nhật này quý khách hàng. Đấy, bu li này quý khách hàng, cực kỳ là chất lượng nha. Đây. Cái này là để nó, cái vấu này nó thiết kế thêm cái chân này để nó bắt bắt cái ốc để chỉnh chỉnh nha. Đấy, độ tăng ấy của dây cu loa. Đấy. Đây quý khách hàng. Chiếc củ này thì em, quý khách hàng nào quan tâm bất kể dòng củ nào thì liên hệ bên em nha. Sau khi mà đầu năm mà công việc nó ổn định lại thì bên em sẽ tiến hành sẽ test từng cụ, sẽ có video test tải từng cụ gửi đến tất cả quý khách hàng nha. Còn quý khách hàng nào quan tâm đến dòng cụ nào thì bên em sẽ trước khi bàn giao quý khách hàng thì bên em sẽ test tải rồi giao cho quý khách hàng nha. Đấy, thì đây là một chiếc củ 5.5kVA nhập khẩu nguyên chiếc, kể cả mặt bích bu li này của Nhật luôn. Đấy, đây quý khách hàng, em sẽ tặng kèm luôn. Đây là một cái mặt táp lô. Đấy, tại vì em bán chiếc động cơ Kubota đấy rồi thì còn lại chiếc củ phát điện. Đấy, thì em tháo lại cái mặt táp lô này. Đấy, quý khách hàng có thể thấy điện zin 220 này. Đấy, 220. Đây hai đầu 220 ra đây. Đấy, đồng hồ 220 nha. Model của nó là Kubota ASK-R150. Đấy, made in Japan luôn. Đấy. Đây quý khách hàng. Đấy. Cái dòng này chắc quý khách hàng cũng không lạ nữa. 220 tần số zin 50 luôn. Đấy. Đây quý khách hàng có thể thấy made in Japan luôn này. Đấy, quý khách hàng có thể thấy made in Japan luôn nha quý khách hàng. Đấy thì em sẽ kèm theo một cái mặt táp lô này. Đây quý khách hàng có thể thấy là đầu dây điện lên này. Đấy. Hai dây điện lên này. Đấy, đây là dây mát. Đấy. Đây. Đây quý khách hàng, em đã mở sẵn cái nắp đi từ củ đây. Đấy, dây điện nó sẽ đấu từ nó sẽ như này. Sẽ đấu lên. Đấy. Nó sẽ như này luôn quý khách hàng. Dòng Kubota này. Đấy, đây cái lỗ dây điện nó sẽ lên. Lên tắt lô đây. Đấy, nói đây cho quý khách hàng biết. Đấy, đầu điện ra luôn. Đây. Đây em sẽ quay chi tiết bên trong nha quý khách hàng theo dõi nha. Chiếc củ này thì bên em về thì em bán chiếc động cơ thì em chưa vệ sinh gì đâu, cực kỳ là chất lượng luôn. Riêng đây quý khách hàng, mặt bích riêng cái dòng mặt bích mà nó chế cái trục mà nó hàn liền luôn đấy, cái rô bên trong này nó hàn liền mặt bích thì không bao giờ cần cái ốc suốt ta bắt nha quý khách hàng. Đây
bên Nhật đây, nguyên bản đây nhá, không bao giờ cần ốc, tất cả bao nguyên zin, đẹp cho quý khách hàng luôn. Hàng này em chưa vệ sinh nha, này vệ sinh qua là đẹp luôn, vệ sinh xăng thơm là đẹp luôn. Đây chổi than đây, đấy mặt bích đó chế liền như bên em đây, mặt bích em chế đây, đấy liền luôn, hàng liền trục luôn, nhà em không cần bắt cái ốc ở đít này luôn đấy, kéo vô tư, kéo cả đời luôn, bảo hành cả đời luôn nhá, đời củ phát này luôn. Tại vì rô là em đã hàn chết vào trục này rồi thì không bao giờ nó xé, nó vênh hoặc là nó méo được đấy, bung được. Đây Nhật nó cũng vậy nha quý khách hàng, đấy Nhật nó cũng vậy đấy. Chiếc này em vệ sinh qua xăng thơm là đẹp đấy, củ nguyên zin rất đẹp luôn. Đây có cả tem nhập khẩu đây đấy, vẫn còn tem nhập khẩu động cơ, tem nhập khẩu nha. Quạt này thì nó là cánh quạt bằng nhôm chắc chắn đấy, 5.5 kva chạy chổi than AVR nha quý khách hàng. Thì quý khách hàng nào mà sử dụng những dòng củ phát này đúng là chạy hết đời, xài hết đời luôn, không bao giờ lo hỏng. Đấy. Cái này thì như chắc nó phải rơi vào mười mấy. Rất to tại nó zin theo bản nguyên bản theo máy mà quý khách hàng. Đấy, quý khách hàng có thể thấy quý khách hàng có thể xem lại cái video mà em có con Kubota ASK R150 này. Đấy, chạy động cơ Kubota, cả cái dàn đấy là nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Kể ở mặt bích bully này của nhà máy luôn nha quý khách hàng. Đấy, cực kỳ là chất lượng luôn. Quý khách hàng quan tâm liên hệ em nha. Đấy, chổi AVR này. Đấy, em vẫn để ra luôn. Đấy, cực kỳ là chất lượng. Đấy, thì chiếc động cơ em bán rồi còn củ nha. Quý khách hàng nào quan tâm liên hệ em nha. Sau đây em xin giới thiệu. Tiếp theo là một chiếc củ phát điện. Thì chiếc này thì về em tháo máy ra, tháo ở trên máy xăng ra thì em đã chế hoàn thiện bully mặt bích. Đấy, chế hoàn thiện bully mặt bích, tức là những cái bộ này thì em chế sẵn để quý khách hàng nào có nhu cầu thì có thể lấy hàng luôn được đấy, không phải chờ đợi. Còn những cái chiếc mặt bích bully này nhà em chế thường nó rơi khoảng 2 đến 3 hôm thì sẽ xong đấy, tại vì thực sự là làm cái chiếc mặt bích bully này nó rất là tốn, tức là tốn cái công kỹ thuật, chứ thực ra là nhìn thì nó không có gì, nhưng mà về để mà cái phần gia công cơ khí kỹ thuật thì nó rất cần cái độ chính xác cao là một, và thứ hai là cần cái độ tinh xảo của người thợ, chứ không phải là quý khách hàng cắt một miếng sắt rồi táp vào đây, hàn vào đây rồi làm được đâu. Đây quý khách hàng có thể thấy nhá, đấy tất cả rất dày dặn này, vòng bi bên trong hàn chết với trục luôn đấy, bully hai rãnh bully 10 đấy. Đây nhá, trước khi em bắt cái con ốc này em đã phải bắt họ tiện thêm một cái như kiểu long đen em chốt này. Tất cái này em chốt luôn, cái này nó có ắc này quý hàng, giữa cái vòng bi này đấy và cái bully này em tiện một cái ắc nha quý hàng, nhìn nha, có một cái ắc này chống trôi nha, chống phi ra nha. Đấy, kể cả cái mặt bích này nha quý hàng, có thể thấy là em tiện không, nó còn đai vào cái gờ của cái mặt bích của cái bịch bưởng nhôm củ này nhá, chứ không phải là làm ẩu đâu. Đây khoan hai lỗ đấy, chân củ đấy, chân củ này đấy, gánh củ có hai lỗ luôn đấy, ok luôn đấy. Củ này thì 12 kva đấy, em cũng chưa đấu chưa test gì, để nguyên bản luôn đấy. 12 kva đấu nguyên bản luôn đấy. Thì có những củ ấy là bên em về như này, bên em bàn giao luôn cho quý khách hàng luôn đấy, quý khách hàng về tự chế bully mặt bích đấy, hoặc là có thể lắp trực tiếp ở máy, hoặc là chế theo cái ý thích mong muốn của mình. Còn có những củ thì bên em sẽ làm sẵn, những cái dòng này bên em sẽ làm sẵn để có thể giao luôn cho quý khách hàng luôn đấy, sau khi test xong này có thể giao luôn cho quý khách hàng luôn đấy, chứ không phải chờ đợi đấy. Đầu năm thì em cũng muốn là đấy, đây quý khách hàng đấy, nguyên zin nha, rất đẹp nha, 12 kva. Còn đây là chiếc củ 10 kva đấy, 10 kva ý, 10 kva đấy, thì cũng đã được bên em chế hoàn thiện bully mặt bích đây, bully mặt bích đây đấy, bully mặt bích, tất cả bully mặt bích nhà em 1.000 cái thì nữa, hoặc là bao nhiêu cái thì nó cũng giống nhau đấy, về chất lượng và độ tinh xảo thì nó đều giống nhau luôn. Đây, tại vì nhà em hàn trục nên là không cần một cái ốc đấy, không cần cái ốc chốt ở đây nhá, ốc 8 ở đây chốt quý khách hàng có kéo cả đời nha. Đây nguyên zin luôn, bao zin bao đẹp luôn cho quý khách hàng luôn đấy. Đây là ba chiếc cụ đấy, những chiếc này thì em tháo hết tụ mới nắp các thứ ra rồi đấy, chiếc này thì em mới cắm vào đấy.
Chiếc này em tháo ra rồi. Chiếc này cũng thế. Thì quý khách hàng nào đang quan tâm những dòng củ phát điện thì liên hệ bên em theo số hotline 0966 421 739 Zalo bên em. Bên em giao hàng toàn quốc. Đấy, nhà em có hai cơ sở. Cơ sở nằm ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tại vì ở cái cửa hàng em thì nó không có số nhà nha quý khách hàng. Đấy. Cơ sở thứ hai thì nằm ở số 140 đường Cộng Hòa hoặc số 69 đường Tân Thới Nhất 01 quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách hàng có thể đến bất kỳ cơ sở nào của bên em để đặt hàng và nhận hàng nhé. Đấy, nếu mà miền Nam không có hàng thì bên em sẽ chuyển từ miền Bắc vào, thì quý khách hàng có thể đến trực tiếp nhà em tại số 140 Cộng Hòa hoặc 69 đường Tân Thới Nhất 01 quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để nhận hàng. Đấy, giao hàng toàn quốc, bảo hành và hỗ trợ quý khách hàng trong quá trình sử dụng. Đấy, từ cái phụ tùng mọi cái nhà em đầy đủ, có đầy đủ hết nha quý khách hàng. Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm. Đấy. Quý khách hàng quan tâm bất kỳ dòng máy móc củ phát điện nào liên hệ bên em. Đấy, bên em rất đầy đủ. Rất là cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ bên em. Bên em sẵn sàng phục vụ quý khách hàng. Đấy. Đây, máy móc nhà em đây là một cái kho nhỏ nha. Máy móc nhà em. Đấy. Rất nhiều luôn. Đấy. Rất nhiều đấy, máy móc nhà em Elimax 11.000, tất cả dòng máy móc phụ tùng đấy, rất nhiều, nhà em còn mấy kho nữa cơ đấy. Đấy, quý khách hàng nào quan tâm liên hệ em nhá. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo của bên em ạ. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của bên em, like chia sẻ ủng hộ bên em nhá. Rồi xin chào ạ.